Cứu tao với, à, đau quá. Ăn kem hả? Cho miếng coi. Ê, kem của tao, kem của tao. À, trà sữa Thảo. Trà này ngon lắm à. Không may, mình cất đem về cho vợ đi. Khỏi cần mày, tao sẽ tự tay tao làm kem. Cái gì? Mày làm kem? Tao đéo tin mày làm được đâu. Vậy là cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được ly kem rồi. Ăn thôi.
Uống đi. Cảm ơn mày nha. Ok ok, có gì đâu, bạn bè với nhau mà. Ừ, phải rồi, tôi về làm kem ăn tiếp. Ê ê, tiền nhà xưởng của tao chưa trả mày ơi. Ê.